sau một trận tỉ thí võ công với Trinh Khờ để tìm ra ai sẽ là cái nóc nhà chân chính thì không ngờ Lợi đã thua Trinh và đem cái chai đế ra để vơi đi nỗi buồn. Và trong cái lúc mà ngẫu hứng lại sáng tác ra một bài hát nói về cuộc đời của mình. Nghe ôi sao mà nó sầu quá. Buồn cho thân tôi số nghèo sao đeo mãi, đến nãy bây giờ cũng nghèo như xưa. Để đón đưa em đi quê nhà mà em ghen, em cứ la sầm, em cứ la sầm. Ôi trời ơi. Rồi sao, làm gì ngồi đây làm gì lại? Quên. Trời ơi. Rồi sao vậy? Buồn quá. Kể nghe ai. Mớ thì xong luôn cước bỏ đi mất tiêu rồi. Buồn quá, nhậu chứ sao cuộc đời mình xong nữa. Nó trải qua nhiều gian nan quá. Ồ. Gian nan là sao? Gian nan là tất nhiên là mình đi lang thang cỡ nào nó cũng không quay về chứ. Ừ, sao đoạn này mà thấy buồn mà đến nỗi mà đem đế ra dứt gì luôn vậy? Còn ly nào nhỏ nữa không? Sao quất cái ly bự vậy, đâu giả ly lên coi. Trời ơi. Lại trước thế làm ly nhỏ, sao đoạn này làm ly bự dữ vậy? Thì càng buồn nhiều thì càng uống nhiều. À, tức là đang buồn gấp đôi đó hả? Dạ. Rồi sao nãy nó bộ nó nếm nó làm buồn sầu dữ lắm cái gì, sao thấy cái đầu nó như mà cái ổ vậy? Mất ngủ vậy rồi cái đi ra tình cờ rồi cái tác động mạnh quá thì tóc nó hơn vậy á. Trời ơi, hay là vô đó mà xào quăng quá? Không có đâu, cũng như gió thổi lên nó, tại vì tóc này để đâu thì cứng đi đó đã, như là đụng sao là nó để vậy. Tóc cứng. Nãy cái chuyện nãy nó xảy ra như vậy đó. Rồi mình buồn mình đem ra mình quất gì đó không? Rồi bây giờ bữa nay nè, lỡ nói chung hàng giàu lời ra, thấy không? Có gì bữa nay mình thổ lộ hết đi. Sao rồi mình buồn vụ gì sao đó, nói hết đi. Thì buồn như vợ cũng nói ngày cũng gọi là ba khơ hoài. Ba khơ là sao? Giống như là hay đó, mình ở trong nhà không mà không chấp về đường gặp khỏi ai. Mình không chịu vụ đó. Tối ngày nó có khui ra cái vụ đó. Nó mấy đó ha, nó không tin tưởng mình đó ha. Dạ. Phải như có thì không nói về có, nó nói cũng được. Con này không có cũng nói hoài. Muốn dứt quá, bây giờ nhậu nó giờ mua mà nó uống đi bự không à. Một lần uống được buồn rồi, vui vừa có buồn có vui, cái này để buồn không luôn, uống mạnh. Mạnh ha. Ồ, bữa nay uống mạnh hơn bình thường. Ngồi gì lại? Uống ngồi gì trong cái chảo vậy? Cái chảo nhìn thấy quen quen lại. Cái này mà đặc sản nước mắm kho quẹt. Mà cái chảo này nhìn quen á. Tận dụng gì luôn hả? Mặn dữ đi. Ủa, đứa nào làm? Cái này tầng thứ mấy rồi lại? Nói công luyện tầng thứ mấy rồi? Mới có thứ 55 à. 55. Còn không mà vũ nó ra xong tu đi. Cho nó mau lên. Bữa nay buồn dữ ha. Kiểu này hoài chắc lên đô dữ lắm hả lại? Ừ. Ta thường thường á, người ta buồn người ta hay là một là la. Hét này kia lên cho nó đỡ buồn. Có la chưa? Rồi. Hét chưa? Hét rồi luôn rồi. Căn bản nghe chơi. Nãy giờ ra đường hét rồi. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình hát một bài. Hát bài. Cái này mà đúng bài luôn đó. Chỉ mình hót một bài mới xả được nỗi buồn chứ. Buồn cho thân tôi số nghèo sao đeo mãi, đến nãy bây giờ cũng nghèo như xưa. Để đón đưa em đi quê nhà mà em ghen, em cứ la sầm. Trời, cũng hay dữ à. Tiếp. Ai sáng tác gì lại? Cũ sáng tác của Minh Lợi, Chí Minh Lợi. Ghê ta. Ghê ha.
Minh Tứng, Minh Vũ đã đi bán muối rồi. Còn ông già thì đi bán bánh chuối. Còn em thì sáng tác lợ để bài bản cuối, bài bản này là mới sáng tác lợ. Ủa cái này sáng tác giống cho cuộc đời mình chứ vậy? Thì đó, thì buồn là buồn trong cuộc đời. Dù mình buồn bản nào đó, mình buồn trong cuộc đời mình á, mình cài theo bản đó. Dạ, hồi nãy mới có đoạn đầu rồi, làm đoạn giữa coi, vô. Trong lang thang đi tìm hè phố, em đi xa bò mình tôi, sớm chiều buồn một mình, nhậu lai dài. Con đường nào giúp tôi đêm nay, con đường nào cứ lai dài để ngày mai hết buồn rồi. Tổng kết thì gì? Chắc quá không? Tổng kết là hết đó. Cái tổng kết thấy tào lao dữ vậy. Cái đó thì chưa có hết được. À là phải đợi nó quậy thêm chặng nữa mới có tổng kết ha. Chưa có đầy đủ, tại vì mình chưa có sáng tác đầy đủ. Ca thuộc bao nhiêu ca nhiều. Bữa nay mình dứt đế vậy thấy nó cay hay ngọt. Tới một lần không có men vô như ngại hồi đó giờ không tiếp xúc nhiều á. Nên mình ngại nói chuyện. Bây giờ cũng đỡ qua hơn hơn rồi. Giờ được thằng men hộ thể rồi phải không? Cũng như có người ở gần kế bên vậy á. Là mình đỡ ngại với lại cái gì không? Vì mà người gần kế bên. Có ai ngồi kế bên hay gì? Đây nè. Nói rõ ràng mà tưởng đâu có ai ngồi kế bên ông mệt nữa. Trời ơi. Mày nú người uống nước rồi trời. Vô ngồi đi, vô ngồi lại. Trời mà bé không vô. Trời, cái chặng trước là nửa lít. Chinh nó quậy phát cái nửa lít. Bây giờ Chinh là quậy lần hai cái lên lít. Đợi sau lên nhiêu nữa? Một lần trong mạnh lắm, 2 lít lận. Dạ. Trời ơi. Nhậu té ít trong mồi quá ha. Ăn nhím nhím luôn ha. Trời ơi. Ăn đi, ngã gì? Ăn đi. Nhậu đâu cần mồi đâu. Nếu cần có rượu được rồi. Nhất đi ăn mồi nhiều vô. Vô mồi bật đi lại. Dở cái chảo lên á, ta cạo nguyên muỗng á, đẩy luôn. Trời ơi. Nói nghe ai không ai ép nghe. Trời ơi. Mình dứt cái đó xong mà cầu quẹt mà nó bước vô nó chết đi lẻ chứ. Cái đó mình đi lấy cà phê mà chuyện ốc nước á. Để sẵn nè. Rồi bữa nay nè, rồi có gì là muốn buồn Trinh đó, có gì muốn Trinh thay đổi không? Thì nó có thêm hoài thay đổi sao giờ cũng gì đúng không? Ê nói nghe, bữa nay mình như là có được gọi là ông thằng đế đi vô á, cái mình sáng tác được nhiều bài quá ta. Nãy là ngẫu hứng hả lại? Tao bây giờ mình làm ngẫu hứng một bài khác nữa coi. Bây giờ nói gì con Trinh nó ngồi đưa con đi. Rồi vô ly đi, vô ly đi rồi đầu mình ngẫu hứng mình làm bài đó coi. Đưa con đầu sao đâu có đưa đâu. Không kệ mình tưởng tượng đi. Không có được, chưa có sáng tác. Vậy bây giờ mình vô làm có coi. Vô đã trời. Rồi vậy bây giờ là ca các bạn đúng đi. Lại giặt đồ đi. Rồi cá bán đó đi, lại giặt đồ. Vô. Hồi đó giờ có ai có ca sĩ nữa mà sáng tác cái bài giặt đồ đâu? Có, bởi vì cái điều đầu tiên mình làm gì nó mới ngộ hơn ta. Hồi đó giống như cái cây các bản mà cô lấy đồ phải không? Có khi nào mà ca các bản mà chìm đồ bây giờ. Chìm đồ. Thì mình ca thử mới hay. Nè không, bây giờ gì nè. Bài nào sáng tác vậy? Bây giờ là mình khỏi gắn cái tên mình. Đúng không? Bây giờ tôi có bài chàng trai viết lên cây thì bây giờ có chàng trai ngồi giặt đồ đi. Đó. Giặt đồ hả? Giặt đồ con đồ vợ đó. 2, 3. Vô. Con ngồi đưa. Một mình giặt đồ lai dây. Rồi. Giờ ngày mai con xe như hình. Nó quăng một từng lời giặt một lần một bao ngữ. Một đông trang 2-3 ngày mới dỡ lên dồi luôn. Dồi. Vậy. Nè. Đi có mấy bữa mà vậy đó hả lợi? Thì đó. Vô cái ốc đi. Để cầm hoài phải không? Tại ban đêm có nữ ngủ kế mới được. Chứ bây giờ cũng như là cảm giác là nó buồn sao, nó buồn bã. Nó trong vắng ha. Nó buồn. Bây giờ trong khi không ở nhà ngủ bụi hoài vậy. Phải có nữ ngủ kế. Thằng bầu về bấm gút kìa. Cái này món đặc sản miền quê. Dạ. Này gọi là ốc khỉ chấm ngò voi nè. Đã. Ngon. Ôi giời. Thèm luôn lại luôn.
cái đầu chim bơm hả? Tại tóc tóc này giống như là sơn keo vậy, để đâu dính đó. Vét lên cái thì nó cong lên vậy, còn vét xuống thì nó cong xuống vậy. Mấy bữa rồi không cạo râu đi. Ok, cho cặp dâu đẹp trai quá, mà cong thành như gái gì gót lum. Thiệt á, em lên đồ với cậu dâu một cái là thôi khỏi nói ship hàng á. Đẹp chứ, lợi đẹp trai mà. Bữa nào đây, lợi đi về tốt lợi cái con gái dòm dữ dằn luôn. Dạ, sao chị Hương chị dòm luôn. Rồi mà ông tốt lại cái đầu con kia nó về rồi sao? Ai? Con kia. Nó về cãi nó đi, nó về thì nó về nó tối ngày nó ghen tới ghen lui hoài để nó. Bây giờ cho bài hát em hay ghen đi. Vô. Làm có đi, mình mới có ý tưởng. Đúng rồi. Vô. Rượu này rượu vua Càng Long á, trắng dữ á. Cái này mà rượu mới ra lò nóng. Mới ra lò rồi đây mình vô mình lấy cái một giờ nó còn mấy ổng đang nấu á. Cái mình vô mình lấy mình mua luôn rồi còn ngon. Tới đem về phản bảo ngại bắn hơn. Sang tay này sang tay nọ bắn hơn. Rồi vô đi, để họ quên ý tưởng. Mình vô tại lò nó còn nguyên chắc. Trong cái mồi chơi vậy, chơi cái mồi đó. Rồi, vô cho bản em hay gan đi, vô. Vô mồi nữa à. Vô mồi ha, cho nó mặn mồi ha. Vô mồi nữa à. Thấy không? Tìm. Rồi, vô. Uống kiểu này hoài chắc có mọc râu, chắc tí cái đồ gối quá. Có là hơi bắt qua hút cảm xíu. Yeah. Này có cần ký không lại? Chắc bây giờ còn 49 ký rưỡi thôi. Ngời đố nghe học bước một bước thì là vô mồi vô mồi. Ừ. Có không? Cái này rượu này ngon da lò quá ngon. Trời nó giờ nói chuyện uống nó giờ hơn nước cao hay không hay nữa trời mà công nhận luôn trời, nó giờ nó uống mà không thấy nó xảy ra gì luôn ta, mặt y nguyên rồi này, chắc thượng thừa vậy lắm rồi, đô mạnh mà. Ừ. vũ anh kia vô làm chung không, nhậu với con bé nhậu mạnh gì đó vì nhậu không có đối thủ thì trời nghĩ sao dám trước mặt của anh ấy nó không có tiếng đối thủ trời, không có đối thủ cái gì, không ai dám nhậu nữa, bây giờ giọng mình chắc ăn. Nhậu gì đâu mất hứng, cái nghỉ chờ nghỉ ngang chờ nhậu ba chập mà nghỉ ba người. Nghỉ ba chập luôn á. Tối ngày tính ở nhà nhậu hoài vậy đó hả lại. Thì bây giờ cũng đi làm chứ cũng kiếm việc làm này nọ mà chưa có được. Hoài ta. Cái câu kiếm việc làm hoài. Năm sau năm trời kiếm hoài không được. Kiếm 6 năm nay nữa kiếm chơi. Kiếm cái chỗ không có người mướn. Phải không? Có là cái chỗ người ta không có mướn mình kiếm không? Có là hỏi không ai kỳ lắm. Là hỏi là tao nói nó phát ngang làm như mình quê lắm. Dạ. Nói thí dụ mình nói có làm đó thôi cô. Hoặc cho chị gì đó. Cái tao nói chờ có làm đâu. Rồi mình bỏ đi về lẽ mình ngồi năn nỉ. Cái mình được gặp lại một hồ cái mình bay vô phải không? Cái mình hỏi chú cho hỏi có làm thiếu người lính rồi chú. Cái mấy người đó nói đủ người cưng à. Thì bỏ đi về, té mình ngồi sao vậy? Đúng rồi ông ơi, ông xin làm hồ mà chưa chân. Ông phải đi từ từ vô, ông bay vô ta hết hồn, ta tưởng nhân tài nữa. Ta đâu dám mướn, đi từ từ vô. Thì đi từ từ đó, đi bay nhẹ nhẹ, đâu phải đừng để sau lưng ta sợ người ta quen ngang, ta hết hồn. Mình đi cách xa là khoảng 10 mét vậy, mình mới nói chuyện. Vậy đi vô xin làm hồ gì? Ừ, thí dụ ở gần đó kìa, mình ở gần đây, mình nói mình xin luôn đây nè. Ủa? Đứng xa nha. Ủa người đứng xa vậy xin vậy? Lợi nó kêu chú ơi muốn làm hồ không? Đồng lợi nó trả lời chắc chú không muốn con về nghe. Phải không? Phải kêu vậy không? Nói là thiếu lính rồi chú. Nói không, không về quên. Rồi đi về. Vậy là hỏi là thiếu lính không? Nói có rồi, vậy thôi con về nha. Dạ. Không? Không có, mấy người đó là đủ rồi mới về chứ có thiếu gì vô làm rồi. Nói chơi chứ mình cũng đi kiếm ha. Có. Ông chủ không thấy lại đi ngang nó nói ế vô làm hồ nè, chắc chú đủ ngờ gần lại trả lời. Tại sao trong khi mình đứng kế quá tao hết hồn quá. Dạ. Tao một là tao la, còn hai là tao quen cho quen cái có công nằm đóng. Dạ. Vì nên mình tránh xa ra, mình cách xa khoảng 10 hoặc 15 mét mình nói chuyện. Trời đi năm sáu năm trời mà kiếm hoài không có ta. Không biết sao đó. Chắc cái kiếp này mình duyên vị rồi sao giờ? Không rồi. Không rồi, chứ không có gì rồi. Rồi xong rồi đó. Không rồi đó quên. Ngon ha.
có làm mà cũng như cái mèn lợi đó, nhà giữ nhà đó, có hút gác này nọ cũng đâu có dám làm nó bình thường đó bộ. Đâu có ngại gì đâu, nhưng mà tao có ngại không? Mấy ngày nay nè, hút gác này nọ cho tao đó, không có đâu hút ngay đây nè, không ngại hả? Này nó phải làm gì cả nhà ngay ta? Chỗ nhà đằng đây nè, để anh chết anh biết được. Xong kiếm mấy việc xa xa nhà xíu ơi. Ngoài đường có xe tao hút gác, mà lợi cũng đi hút gác người ta. Có hút gác sàn á. Hút dưới sàn hả? Ừ. Dọn sạch sẽ hả? Dọn sạch sẽ đồ á, với bằng cỏ. Hút bằng đêm hay gì? Có bằng ngày á, hút cỏ mạ đồ này nọ. Ừ. Cái chỗ mảnh đất nó là sao? Thì mảnh đất nó cũng vừa vừa nhỏ nhỏ, mặn mau lắm. Được ngày mau à. Ừ. Nửa ngày xong qua chứ ngày, nửa ngày à. Dạ. Hút đó bằng tay hả lại? Vừa làm nguyên mà luôn đó. Mà, nửa ngày xong à. Hốt nhiệt tình không? Kiểu này hoài nữa rồi sao nuôi cung chương lợi? Cung chương đó hả? Tính giao cho mẹ từ từ tính sao? Tới đâu tính tới đó, giao giờ. Chưa có việc làm ổn định. Ngọt. Mà là có việc làm ổn định làm tiêu bên đây nè. Không lấy dốc đâu, hỏi thằng sớm coi. Làm tiêu bên đây làm suốt luôn, làm 6 năm chợ. Dạ, rồi sao giờ không làm, nghỉ hay gì? Bà nó còn làm không? Hai chồng không biết, chắc nghỉ ở thì đâu không biết, còn sợ bà nghỉ ra nghỉ làm à. Nghỉ nhận à. Nhưng mà vẫn còn làm tiêu ảnh á. Không, bà nghỉ làm luôn. Nghỉ luôn á. Khỏi mất rồi. Làm cho bà suốt là mấy năm trời. Mày kiếm chiếc xe lôi đi chạy chở đi khách đi. Làm nổi không? Nó tính kiếm xe ôm chạy chở khách. Nó có bằng lái sao chạy xe ôm? Có một xe 50 á. Nó đâu cần chạy tới đâu trời. Chạy đi chạy cũng được, cái tàn vậy đó. Ủa tới đó là mày sẽ chở khách hay là chở Trinh? Chứ gì cút 50 á. À lại. Hỏi cái giấy tờ. Lúc đó chở khách hay chở Trinh? Dạ chở khách thì nọ, Trinh thì chở sao, tối chở. Chắc tao nghi là chở Trinh không á. Không có đâu. Chở khách thì nọ rồi Trinh thì tối chở đi chơi. Dù mình chở đi xe ôm á, con đi ban ngày phải không, là có tiền gọi đứa hai đứa đi uống cà phê đi chơi lô tô rồi lỡ giải trí tinh thần rồi đi về mẫu. Rồi lỡ có chở khách trẻ đẹp này kia sao? Trẻ đẹp thì cãi nó đi. Lỡ lúc đó là anh Trinh á, nó vừa là mình vừa mới chở vậy, cái anh Trinh nó chạy xe cái bên của một xe khác nó nhìn qua sao? Không có đâu, dễ vậy. Không suy nghĩ tới đường đó hả? Nó ghen hả? Có đâu. Có điện là không về. Vô đi, vô đi. Giờ đi mấy bữa mà tàn quá tàn. Vô. Đất ca luôn rồi. Kiểu này nó đi một năm rồi sao ta? Đi năm mười phi. Trời ơi, có gì đâu, đi năm lần lại nó mua luôn là cái chỗ mà sản xuất mà rượu để trong nhà luôn. Cái đầu nằm chỗ đó thôi, cái mình hả họng ra thôi. Xây chưa? Xây rồi ngưng ngang, để uống. Thấy chuyện chưa? Trong nhà luôn luôn đúng ngày lại. Thì nhậu nó giờ hơn nhiều rồi đó. Còn cái ngưng lại để uống hoài nên đâu nhìn cái đó cao phải cái muỗng không? Còn cái càng bài cho nó hả hơi rượu đi lại ơi. Vô. Cái bài gì đó thuộc lòng đó. Rượu này mà uống với cái mồi này chắc không có quà sáng đêm quá. Hôm nay làm bản chia tay bớt đau khổ đi. Càng bài ơi. Sỉnh là hết cái đường ca. Nói không? Về giờ đi ngủ cái gì? Ngủ. Để ngủ nghe, cái đám thôi tôi múa. Ừ. Mà trớ hơn nhìn. Đám được hả thì múa đi. Đúng ha. Hồi nào giờ chưa thấy lại múa trời. Đâu lại. Lắm, múa ai nhìn cái ai nhìn cũng vỗ tay chứ. Mà bóng. Dạ dạ, dạ. Ờ dạ, đứng anh đứng anh đứng anh. Mà đóng cái đi về tới giờ rồi. Tao bỏ mất dép, bắn dép cho rồi. Đâu 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 bữa nay để chim nhãn thử. Tao để lại nhiều lắm. Dạ. Kè ở trước là một đống luôn rồi trước luôn kìa. Ông muốn sao? Khi tao bỏ mất dép lại gì? Tao chạy ha. Tao sợ ghê quá, cái gì trời, tao tưởng nó cái gì cũng. Thôi lại đi ngủ đi hang. Rồi, trời ơi, dạ nha. Ngủ nằm yên nha.